tại sao máy đục 6 đầu lại được bán chạy nhất tại CNC Đông Phương? Trước đây, cấu hình máy đục 4 đầu thuộc top 1 doanh thu, thì hiện tại máy 6 đầu đã bứt phá trở thành cấu hình máy đang được nhiều đơn vị lựa chọn nhất. Gầm máy 25, 35, thậm chí tới 45cm, giúp kê phơi gỗ mỏng từ 2cm của trần gỗ đến dày lớn như 30, 40cm của trụ cầu thang hay cột kèo nhà cổ. Công suất củ đục 1,5 kW, 2,2 kW, tùy nhu cầu sử dụng, đục sâu hoa văn tới 8cm. Đặc biệt, phần mềm điều khiển CA100 Model 2 hoàn toàn tiếng Việt, dễ dàng tiếp cận ngay với người lớn tuổi hay người chưa từng sử dụng. Thêm chức năng tự động ghi nhớ góc tọa độ khi đột ngột mất điện, hệ thống đèn báo lỗi, đèn cảm biến nhiệt, tạo lên một hệ thống máy hoàn chỉnh và cao cấp.